Xin chào các bạn, tôi là Johnny Thông đây. Mọi người hay gọi tôi là Thông. Và cái câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn là tôi muốn kể cho bạn nghe cái câu chuyện hành trình mà tôi bước vào cái thế giới kinh doanh này. Thì các bạn biết tôi là cái người học Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh khoa về quản trị kinh doanh, nhưng mà chuyên ngành chính của tôi là PR và Marketing. Và bạn biết không, 2011 thì tôi đã sở hữu cho mình một cái công ty chuyên về quảng cáo Google và Facebook với những nhãn hàng mà tôi làm việc trong thời đó như Riverside Ballad hay là Vinasun hay là Viettravel, Travelbomb, rất là nhiều cái công ty trong lĩnh vực về thương mại dịch vụ du lịch. Tuy nhiên thì cái hành trình doanh nghiệp đó mà của tôi á, thì bị trong vòng có vài năm thôi và tôi ngắt quãng cái con đường sự nghiệp kinh doanh đó và tôi chuyển hướng qua từ một cái nhà tư vấn về quảng cáo Google, Facebook và cái công ty mà tôi điều hành từ cái thời kỳ mà tôi làm sinh viên năm tư á, cho đến khi khoảng vài ba năm về sau thì một cái tin mà không có vui lắm cho các bạn đâu, đó là tôi đã chính thức đóng cửa cái doanh nghiệp đó. Đầu tiên tôi sẽ cho các bạn coi cái công ty đó như thế nào, nhưng mà tôi muốn kể cho bạn cái bài học lớn nhất mà tôi học từ cái công việc kinh doanh đó, đó là đơn hàng vẫn có, công việc kinh doanh tốt, có hợp đồng và rất nhiều tiền, khách hàng rất tin tưởng. Nhưng mà tôi lại phá sản bởi vì có một cái lý do thôi, đó là quản trị tài chính rất là yếu kém. Và cái thương vụ đó tôi mất rất là nhiều tiền. Và sau cái công việc kinh doanh đó thì tôi còn mất một những cái mối quan hệ. Và tôi còn đền một số tiền mà sau khi ngừng hợp đồng phải hoàn tiền và bồi thường cho cái hợp đồng đó. Đây là cái trải nghiệm đầu đời trong công việc làm kinh doanh của tôi và rất là khó chịu khi mà phải kể lại cái câu chuyện này. Nhưng mà tôi thấy cái bài học thực sự nằm ở trong đó. Và cái hành trình khi mà tôi kể cái thất bại này thì nhiều người đang ô cái ông này chỉ nói về thất bại không nói về thành công. Thì tôi báo bạn biết, để có những cái sự thành công như ngày hôm nay bạn thấy, như tôi đi xe hay tôi ở nhà Vinhome, tôi đi xe VinFast, hay là tôi có cái cuộc sống mà rất là tuyệt vời, thì không phải cái hành trình này bắt đầu từ thành công đâu các bạn ơi. Đó là bắt đầu từ sự thất bại. Và cái việc thất bại đó là có lý do. Đó là cái yếu kém trong quản lý tài chính, yếu kém trong quản lý nhân sự và yếu kém trong tầm nhìn chiến lược công ty. Một cái người mà mới hai mấy tuổi đời mà làm một cái doanh nghiệp thì chắc chắn có rất nhiều cái hạn chế về quản trị doanh nghiệp. Và từ đó tôi thôi thúc tôi hành động, thôi thúc tôi tìm kiếm và thôi thúc tôi khởi nghiệp ở bất kỳ lĩnh vực nào. Và may mắn thì tôi bước chân vào trong lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên trước khi mà bước vào cái lĩnh vực kinh doanh á, thì báo bạn biết tôi cũng trải qua những cái điều các bạn đang trải qua, đó là trải qua cái đời những cái thị trường mà như là Forex, như là chứng khoán. Các bạn biết 2017 tôi đã mất trên thị trường chứng Forex khoảng 800 triệu các bạn ạ. Tức là 800 triệu là cái số tiền mà tôi mất ở thị trường Forex, và có thể hơn như vậy nữa. Và cái trải nghiệm đó giúp cho tôi thấy rằng là cái con đường mà kiếm tiền bằng cái hình thức đó là thắng thua ở trên thị trường rất là khó có thể xảy ra nếu như mà chúng ta đôi co và thắng thua với thị trường. Và cái trải nghiệm mất 800 triệu đó thị trường thì không phải ai cũng làm được. Và đó thực sự là công việc cá nhân, đó không phải là business, đó không phải là xây dựng công ty, đó không, mà đó chỉ là một cái sự mà hên xui đánh thắng thua với thị trường mà thôi. Và tôi mới đúc rút lại kinh nghiệm là nếu như không xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp, không xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp tự động hóa, xây dựng cho doanh nghiệp mà mình tự động hoàn toàn, muốn xây dựng cho mình một cái doanh nghiệp mà từ đó mình có thể thiết kế ra cái sản phẩm kinh doanh phục vụ cho xã hội, thiết kế ra cái quy trình quản lý nhân viên bài bản, thiết kế ra một quy trình giao việc bài bản và thiết kế ra một cái quy trình để giúp cho công việc kinh doanh hoàn toàn tự động, thì chắc chắn là rất là khó để có thể tạo ra một cái lợi nhuận cho công việc kinh doanh của mình. Và từ đó thì tôi thấy rằng là cái việc mà thắng thua với thị trường là không bao giờ xảy ra được. Và tôi ý thức được việc rằng mình phải trở thành một doanh nhân. Và tôi tin tưởng rằng một doanh nhân có ích cho xã hội hơn. Bởi vì một doanh nhân là giải quyết cái vấn đề cho người khác, doanh nhân là giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp khác, doanh nhân là cái người mang lại cái giá trị cho xã hội. Và từ đó tôi quyết tâm trở thành con đường trở thành một doanh nhân. Chia sẻ ngắn về cái hành trình mà tôi bước qua, làm thế nào để trở thành một cái người doanh nhân thành công, làm thế nào để có thể kiếm được tiền ở trên thị trường và cung cấp cái sản phẩm có ích cho cái xã hội. Ba bí quyết giúp tôi phục hồi sự nghiệp. Bí mật 1, tận dụng đòn bẩy.
Vâng, bạn không thể kiếm tiền tỷ nếu bạn làm công việc mà chỉ kiếm tiền trăm ngàn hoặc tiền triệu mà thôi. Cho nên đòn bẩy trong kinh doanh rất là quan trọng và tận dụng sức mạnh của đòn bẩy cực kỳ rất quan trọng các bạn nhé. Và tôi chỉ làm việc mà có nhiều tiền. Bởi vì sao ạ? Bởi vì tôi muốn kiếm nhiều tiền thì tôi phải làm việc công việc mà nó nhiều tiền. Đó là nguyên tắc đầu tiên, đó là phải làm công việc có cái đòn bẩy lớn. Bạn phải tận dụng sức mạnh đòn bẩy về thời gian, sức mạnh về tiền bạc, sức mạnh về trí tuệ người khác, sức mạnh về tất cả những đòn bẩy khác. Thì có như vậy thì bạn mới thành công trong công việc kinh doanh và kiếm được nhiều tiền được. Công việc có đòn bẩy lớn đó là mở công ty. Bạn tận dụng được sức mạnh của nhiều người, của nhân viên, của nguồn lực xã hội, của những nhà đầu tư khác. Và mở công ty khởi nghiệp kinh doanh là một trong những việc mà có đòn bẩy cực lớn các bạn nhé. Cho nên cái sứ mệnh hoặc là bạn trở thành doanh nhân, trở thành một người kinh doanh thành công. Bí mật số 2, hãy là người bán quần jean. Bạn biết trong cái câu chuyện đào vàng năm 1848 ở Mỹ, California thì ai là người giàu nhất trong cái thương vụ này không? Không phải là người ông chủ, không phải là người đi đào vàng, không phải là người bán nước, mà cái người giàu nhất trong cái thương vụ này đó chính là người bán quần jean. Bởi vì cái người đào vàng thì cần quần jean, và để cho gì ạ, họ quỳ xuống và họ đào cho nó tốt thì những người bán quần jean là những người sẽ giàu nhất, bởi vì họ không có bị mất mát gì cả. Mỗi một ngày qua đi quần jean mọn thì phải tiếp tục mua quần jean, và họ cứ bán như vậy, cứ như vậy thì họ là những người trở nên giàu có nhờ bán quần jean. Cho nên cái câu chuyện California này nói cho tôi biết rằng là ở trong bất kỳ thương vụ nào, tôi chỉ là cái người trung gian bán để kết nối những cái người mà đang đầu tư hoặc kinh doanh. Thì bạn làm dịch vụ kinh doanh gì mà bạn là cái người kết nối, bạn là cái người bán giống như người bán quần jean vậy đó, bạn sẽ trở nên giàu có và ít rủi ro hơn. Và đây là một trong những cái chiến lược nằm lòng mà tôi thực hiện với cái công việc kinh doanh của tôi, và đó là cái điều tôi chia sẻ với các bạn. Bí mật số 3, không bao giờ bỏ cuộc. Never give up. Đó là một cái nguyên tắc mà tôi không bao giờ quên, đó là cái tư duy, cái tâm lý là không bao giờ bỏ cuộc các bạn. Never give up, không bao giờ bỏ cuộc. Nó rất quan trọng, bởi vì thua kèo này chúng ta bày kèo khác. Có thể công việc kinh doanh này thất bại, chúng ta bày ra công việc kinh doanh khác. Đầu tư này thất bại, chúng ta bắt đầu làm lại. Và cứ như vậy, đây là một cái tư duy quan trọng là sao ạ? Là nếu thất bại thì tiếp tục đứng lên và tiếp tục đứng lên và làm lại, tiếp tục đứng lên làm lại. Đây là một cái tư duy rất quan trọng. Nếu như bạn thất bại lần đầu mà bạn đã bỏ cuộc thì điều đó không giúp cho bạn điều gì đâu. Bạn phải làm lại. Again, again, never give up. Có như vậy thì bạn mới thành công ở bất kỳ công việc kinh doanh nào. Bởi vì thương trường các anh chị ơi là một cuộc chiến, và cuộc chiến đó có những thất bại đầu tiên, và chúng ta phải vực dậy công việc kinh doanh, vực dậy tinh thần. Và điều quan trọng của một doanh nhân đó là tinh thần rất là quan trọng, và tinh thần của một chiến binh, tinh thần của không từ bỏ, tinh thần của never give up. Nào để có thể là tạo ra công việc kinh doanh tự động. Và từ đó bạn hãy theo dõi clip của tôi á, thì tôi sẽ chia sẻ với bạn rất là nhiều chủ đề, trong đó có chủ đề về sale, về marketing, về quản trị nhân sự, về quản trị nguồn vốn, về vấn đề về giao việc, về KPI, về chiến lược, và tất cả những gì mà đưa doanh nghiệp của bạn lên tầm cao mới, tất cả những gì doanh nghiệp của bạn sẽ tự động hóa và đưa cái quy trình số hóa của doanh nghiệp của mình lên cái kỷ nguyên này. Và bây giờ tôi bắt đầu bước chân thành cái người doanh nhân ở trong tư vấn, ở trong lĩnh vực gọi là tư vấn chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Trong quá trình bạn khởi nghiệp về kinh doanh, bạn sẽ cần một cái người tư vấn về tự động hóa, tư vấn về quá trình chuyển đổi số, thì tôi là cái người có thể giúp cho bạn làm điều này. Và cái chương trình của tôi hoàn toàn chia sẻ là miễn phí, và tất cả những cái clip của tôi là miễn phí. Hãy theo dõi nó ở trên YouTube, ở Facebook, thì từ đó bạn đúc rút ra bài học kinh nghiệm cho mình để quản trị số thành công, quản trị doanh nghiệp thành công, quản trị cái startup, cái khởi nghiệp của mình thành công. Và tất cả những cái gì mà tôi chia sẻ với bạn là những cái trải nghiệm, và nó hoàn toàn miễn phí. Và hãy theo dõi tôi nhé.